có ai bấm chuông kìa đớp. Để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Con không biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. Đau quá. Nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài có sao đâu. Chứ sao nữa, nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa, nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Cốc, 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 vào bánh pizza đây. Có ai ở nhà không? Tới liền, tới liền. Nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí. Mấy đứa tính sao? Còn tính sao nữa, chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. Bụng bự này thiệt tình á. Bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi lỡ rồi, đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ôi. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza, trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng chảy giờ hết trơn. Thế nhô đớm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ rồi nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này. Đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không bụng bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá. Vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Trời, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su thôi mà. Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô khóm hoa. Hay quá. Ui da. Đốm có bị đập đầu không đốm? Không có đập đầu, nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nó kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi.
mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu, càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi, mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Sao tự nhiên có cảm giác bị ai theo dõi vậy ta? Kỳ ta, hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Ê, trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. À, quái vật, trên này này có ai nhỉ xa vậy đâu. Ê, đốm, dậy đi, dậy đi. Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả? Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sợ ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân. Dốt quá à, bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng, trứng khi nở không thành ếch con ngay, mà nở ra nòng nọc. Nòng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi, nòng nọc cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng ngó vậy mà đốm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nông học, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nồng nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ đốm tên là đốm, vậy lớn lên bạn sẽ là gì ta? Thì vẫn là đốm thôi, vì mình không giống bạn. Đốm chỉ có lớn lên chứ không thành cái khác, chỉ có một vài loài biến hóa thôi. Ví dụ như bướm là do sâu biến hóa, ếch là từ nồng nọc. Hay quá ta, vậy tụi mình mãi mãi là bạn rồi. Trời mát như vậy, tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất vệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng
con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Shhh. À, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng mang qua cho đó bạn. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy đốm? Dạ. Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bạn? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ba, ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con. Mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí qua trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây mình chỉ cần nói cảm ơn thôi là muốn gì được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con bắt nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn. Nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ này nữa hả trời? Ngộ rồi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tai to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có chơi đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm như mày coi. Ta muốn súng, siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh này mà ngộ quá trời. Chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được. Quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn. Sao hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm mà. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Con đã nói cảm ơn rồi mà. À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Ngay cả cái hamburger cũng biến mất nữa. Alo, đến được cha dễ thương nghe. Con trai à,
Trung tâm vũ trụ vừa dự báo là sẽ có thiên thạch lửa rơi vào trái đất, rất nguy hiểm. Nên con và mẹ cẩn thận đừng chạm vào vật lạ nghe chưa. Ba nói sao? Thiên thạch lửa à! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ bị gì vậy nè? Ui da! Sao nóng như vậy ta? Cái gì mà lạ vậy ta? Hình như là thiên thạch lửa. À, nóng như vậy là gì bây giờ ta? À, biết rồi. Mẹ chờ con một lát nha. Mẹ, con sẽ làm cho mẹ hết nóng luôn. Yeah. Ra hết thiên thạch lửa đây. Yeah. Ba gọi cho ba mới được. Alo, ba hả? Gì vậy con trai? Ba ơi, mẹ bị thiên thạch lửa rơi trúng và cả người nóng nọ. Ba về đi. Thôi chết, con phải nhanh cứu mẹ. Ba không về kịp rồi. Con hãy tới ngọn núi lửa gặp lão chuột bạch để xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Dạ, con đi ngay. Ui da, sao mà nóng như vậy nè? Ba mình có lộn vậy ta? Ở cái xứ sở nóng như vậy, làm sao mà tìm ra ngọc băng giá? Hay chà, ở đâu mà có mùi trẻ con thơm như vậy? Bác chuột bạch phải không mẹ? Con là đốm nè, bác cho con xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Ngọc băng giá là cái quái gì? Ta chưa nghe bao giờ. Mẹ con đã cần nó. Bác muốn đổi cái gì con không chịu hết. Được rồi, nếu như người đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi. Vì cứu mẹ con, đốm con hy sinh cũng được. Đánh thì đánh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Cũng con nhà võ đó chứ. Tới lượt ta đây. Vậy mà cũng đòi đi tìm ngọc cứu mẹ. Ta chưa thua, lão đợi ta đi. Không mà đi. Sao vậy nè? Yêu quá, như vậy mà cũng mang xác tới đây. Về đi. Ta thật là vô dụng mà, không cứu được mẹ rồi. Có đứng dậy cũng không làm nổi thì làm sao mà ngươi có thể leo lên đến đỉnh núi kia để lấy ngọc băng giá? Bác nói gì? Ngọc băng giá ở trên đỉnh núi kia kìa. Hả? Sao con lấy ngọc? Lão giục bạch, lão lừa con. Đây nè con trai, ngọc băng giá của con đây. Hãy về cứu mẹ con đi. Sao mồ hôi của con lại hóa thành ngọc? Đây là ngọn núi hiếu thảo. Lòng hiếu thảo sẽ giúp điều mong muốn của con thành sự thật. Thì ra bác đi giúp con. Con cảm ơn bác. Ganh tị với đốm quá đi. Tuần này ai cũng chăm chỉ, nhưng chỉ có mỗi đốm là được ngôi sao anh hùng. Ta to không được so sánh như vậy. Bởi ngoài học giỏi, tuần này đốm mới làm được một điều tốt là sách phụ đồ cho cụ già á. Thì mình chỉ nói đùa thôi mà. Vậy các bạn cứ thường xuyên làm việc tốt thì sẽ được nhận ngôi sao anh hùng như mình thôi. Nhất định mình sẽ làm để được ngôi sao anh hùng như đốm. Mình cũng vậy. Tới nhà bác Bao Vàng rồi kìa. Ừ, ngày nào chúng ta không đi ngang đây, có gì lạ đâu. Bụng bự, và tay to có biết bác Bao Vàng rất sợ ma không? Ban ngày cũng sợ ma nữa đó. Vậy hả? Ban ngày mà cũng sợ ma? Như vậy thì sao? Chúng ta sẽ nhắc ma bác ấy cho vui. Không được. Sao là không được? Hù người khác là xấu lắm đó. Mình không làm đâu. Hai bạn không làm thì mình làm một mình. Vậy đốm chơi trò đó một mình đi. Mình về, không tham gia đâu. Mình cũng vậy, mình về nha. Ê, có bị đòn thì gán chịu nha. Đúng rồi, chết nhát. Ai đó? Ma, ma. Vui quá đi. Ai đó? Ma, ma, ma. Vui không chịu được luôn. Thôi, như nó được rồi. Làm nhiều lần quá sẽ bị phát hiện.
trái cây ngon ghê, chắc chị ấy sẽ thích lắm. Dám giết bà hả? Ôi da, đau đầu quá. Anh xem đó, thằng đốm nhà anh hù ông nhà tôi, làm tôi hiểu lầm, đánh trúng mẹ bụng bự như vậy đó. Xin lỗi hai chị. Đốm, con nói xem, bây giờ con phải làm thế nào? Con xin lỗi hai bác, tại con nghịch phá quá nên mới ra như vậy. Từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa đâu. À, ngôi sao anh hùng của con, sao nó lại biến mất rồi? Đó là do con đã làm lỗi, nên nhớ là làm người tốt thì lúc nào cũng phải tốt. Không thể với người này thì con giúp đỡ, còn người kia thì con lại phá phách được. Dạ con hứa, từ nay sẽ luôn là người tốt. Ủa, chuyện hết rồi, đốm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu, mũi mình thính lắm, có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó, mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt xông khói buổi chiều, chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả bụng bự? Nếu mà mấy bạn không tin á, thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ ông bự đi. Ở dưới đây, mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nè, thì đỡ phải hít khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thoát thân đi, rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ, alo, alo. Nhà con, nhà con bị. Bình tĩnh đi đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy. Địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi. À, đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói. Cố lên, mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu có ai ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Hơ, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nở nữa.
Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cô không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình với, cứu mình với. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Cho mình ra đi. Mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bộ. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. À, lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thường bụng bự. Sau này mình sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Thò vô ta nào, kéo phao ta vượt qua đèo. Thò vô ta nào, kéo phao ta vượt qua núi. Leo núi thôi, đi thôi, đi thôi. Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt, mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nào, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân, không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt bụng bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Bà ra, đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Bà ra, đói quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa. Siêu nhân gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình tại đi cáp treo vậy, Đốm và Tay To không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Ừ.
mặt trời giận ai mà lâu quá không mưa. Chắc là giận bụng bự. Hôm bữa bụng bự té chỏng mông lên trời làm cho ổng giận hay sao á. Ui da. Da. À, còn dám chọc quê ta nữa hả? Da. Rồi mất rồi. Đáng đời. Liên hoàn tác. Làm sao mà con mũi có thể bay nhanh như vậy được vậy? Mày hả mũi? Chết chưa mũi? Hả? Tức quá mà. Giỏi thì chạy đi mũi. Xem mới chạy đường nào. Mày đâu rồi mũi? Đừng hòng chạy thoát ta nha. Để coi mày trốn đường nào hả mũi. Sao tự nhiên khó thở vậy trời? Ý trời, đốm, đốm. Con mũi, con mũi chết chưa mẹ? Con xịt thuốc quá trời luôn mà nó vẫn chưa chết nữa. Có nhiều cách tự nhiên để đuổi mũi hơn là xịt một đống chất hóa học đó đốm à. Loài mũi rất sợ mùi hương nồng của xả, húng thơm, cúc dạng thọ, nên chỉ cần trồng các chậu này ở ngoài sân, bể nước thì mũi sẽ không thèm tới nữa. Sao hay quá vậy mẹ? Thay vì đốt nhang, con có thể đốt vỏ quýt, vỏ bưởi, bồ kết hay là bã mía. Mũi cực kỳ dị ứng với những mùi này. Đúng là đồ dùng tự nhiên, lúc nào cũng tốt hơn. Nhanh nhanh nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gieo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói không bụng bự? Đơm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Hả? Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ, nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ, đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất.
lạnh quá. Đợi quá. Thôi đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Đốm, một lát xe rác tới con nhớ mang bịch rác nhà mình đem đổ nha. Dạ, con biết rồi mà. Nhớ để ý tiếng xe rác đó. Dạ dạ, con biết rồi mà. Đốm, mẹ nghe tiếng xe rác rồi kìa. Dạ, con đọc xong khúc này con ra liền. Còn chần chừ tới khi nào nữa đây? Ra đổ rác lẹ, không thôi xe rác đi mất bây giờ. Ủa, mới nghe tiếng xe này mà, đây đâu mất tiêu rồi. Mấy chú ơi, còn bịch rác nè. Xe gì giống quỷ á, ra trễ có chút xíu mà chạy mất tiêu rồi. Giờ bịch rác này sao đây ta? Cấm đổ rác, hoặc cũng có thể là cảm do rác. Có ai hít mùi rác này nhiều quá bị cảm nên họ ghi vậy thôi mà. Ê, Đốm vừa xả rác hả Đốm? Đâu có đâu. Nè, đừng có chối nữa, mình đã chụp được lúc bạn xả rác rồi. Muốn giật bằng chứng hả? Không có dễ vậy đâu. Mình sẽ mang tấm hình này lên cho cả lớp coi. Đốm xả rác. Thôi được rồi, cho mình chuột lại tấm hình đi. Mày muốn ăn cái gì, mai mình mua. Đâu có dễ mua chuột bụng bự này bằng đồ ăn đâu. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Cái gì mà cũng làm được hết. Trừ phi bạn đổ rác giùm nhà mình luôn. Xe đổ rác dừng ở hai cái ngã tư nữa. Phải chơi lúc nãy mình đổ rác ngay từ đầu thì có chuyện này đâu. Đúng là chuyện gì làm được á phải làm ngay. Mấy chú ơi, còn bịch rác nè. Ha